Thiện xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay trong lúc mà Thiện vô thăm và quay hình nhà của anh Minh thì Thiện cũng ghé thăm lại nhà của chú Danh Hẹn và cô Thị Khuôn. Thì cái căn nhà này Thiện cũng thay mặt cô chú anh chị ngày xưa cũng cất cho gia đình đó, được cái nhà 4m, 11m và cũng có làm toilet luôn. Thì ngày hôm nay đến thì chú Danh Hẹn bệnh thì cũng qua đời rồi, chỉ còn lại có một hai mẹ con thôi. Thì cũng muốn hỏi thăm về cuộc sống hiện tại cũng như thăm hỏi sức khỏe của cô Thị Khuôn. Thiện mời cô chú anh chị cùng vào trong với Thiện để cùng trò chuyện với cô nha. Thì hiện tại Thiện đang trong nhà của cô Khuôn. Con Thiện chào cô. Dạ. Hôm nay trong lúc vô thăm nhà anh Minh thì cũng ghé đây trò chuyện thăm cô một chút ha. Rồi cô vô trong này đi. Đây cái nhà Thiện làm 2019 tới giờ. Mở đèn lên con trai. Hiện tại khỏe không cô? Cũng bệnh gai gai ổng mất rồi, bệnh gai gai. Vậy hả? Cô chú hồi đó được mấy người con? Hai đứa, thằng lớn đi làm Phú Quốc. Dạ. Yeah. Mới về nó mới đi nữa. Dạ. Yeah. Nó đi tới Tết nó về. Rồi con học lớp mấy? Con học lớp 4 nghỉ. Nghỉ hả? Dạ. Yeah. Giờ biết chữ rồi không? Biết chữ. Biết chữ. Dạ. Yeah. Giờ con có đi làm nghề gì không? Có. Con làm chấm với xì cá. Chấm với xì cá hả? Dạ. Yeah. Giờ con là nuôi mẹ đó hả? Dạ. Yeah. Anh con đi làm. Con nhà anh mẹ. Con năm nay nhiêu tuổi rồi? Con 15. Cô là tên Thị Khuôn hả? Dạ. Rồi con tên gì? Con Anh Sang. Thì gia đình này Thiện giúp gia đình cô Khuôn và chú Danh Hẹn năm 2019. Cho đến nay thì cũng là hơn 4 năm rồi. Thì gia đình này giờ đây cũng có nhà cửa đàng hoàng ở. Có con cái thì chú Hẹn cũng không còn. Chú bị sao mắt rồi cô? Ổng bệnh đau kiểu gì hoài, ổng đi cầu đi không ra. Đi tới đi dùng kiện được từng lẻ gì tới kịch giá. Ổng nói chịu hết nổi chị. Dạ. Chị được mấy bữa là ổng mất. Dạ. Rồi mất rồi người ta. Rồi chở về đây thiêu hay sao? Về đây làm lâm rồi đi thiêu ở bên chùa Thanh Gia đó. Dạ. Rồi giờ hiện tại giờ cuộc sống của cô làm nghề gì, làm công việc gì hàng ngày? Ở nhà nấu cơm này đi làm. Nấu cơm. Em đi làm hả? Dạ. Em bắt chính mà đút nhang đút cho ổng. Rồi cưng đi đặt chấm xì cá với em mỗi ngày thu nhập được bao nhiêu? 200 mấy 200. Tính ra 15 tuổi cũng gánh vác gia đình sớm ha. Cũng thương mẹ hả con? Thương mẹ. Dạ. Cha bị cha nói vậy chẳng ổng không còn thì nuôi mẹ. Dạ. Rồi giờ có định làm ăn gì không? Không lẽ đi đặt chấm với xì cá hoài? Ai kêu dắt lúa cũng nó đi. Dạ hả? Bây giờ còn nuôi vịt không em trai? Còn nuôi vịt không? Chết. Vịt chết chưa? Chết hết rồi. Nghĩ luôn. Thấy gia đình cũng mất đi một người thân thì thấy cũng buồn. Rồi nhà cửa từ hồi cất tới giờ ở cũng êm hả con? Cũng êm. Dạ. Hồi ổng còn nó lo cho ổng đi. Tôi đi dầm lúa thì thằng này ở nhà đút nước sữa cho ổng, ổng có ăn cơm đó, uống sữa không. Dạ. Rồi giờ đây gia đình còn hộ nghèo cận nghèo gì không? Nghe nói gì, ổng bắt nó còn hả? Không biết gì nhé. Không qua luôn, qua hổng ông quá. Mà giờ còn lâu lâu có ai cho quà, cho gạo đâu không? Có. Nếu mà có thì chắc có thể là còn đó.
Có lên xã nhận quà rồi không? Có. Dạ. Anh ba kêu đi. Dạ. Nếu vậy chắc còn hộ nghèo. Vậy là giờ cô giữ nhà. Nấu cơm cho con trai đi làm hai đứa. Hai đứa. Tại vì cũng hôm nay có dịp ghé thăm anh Minh rồi. Sẵn đây rồi ghé thăm gia đình cô luôn, hỏi coi cuộc sống lúc này đỡ không. Rồi đứa lớn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 17. 17. Đi làm ở đâu kìa? Đâu quá. Đi với chú. Đỡ không? Cũng đỡ. Có gửi tiền rồi không? Mới về hồi đám cha nó về đi nữa. Dạ. Yeah. Mới đi kiếm tiền. Dạ. Khoai bóng đèn nè hả? Khoai bóng đèn. Dạ. Thôi giờ đi với con vô trong nhà coi nhà chút xíu ha. Để cô bác thấy coi ở gọn không? Êm không? Giờ đi đi. Giờ chồng. À, chỗ này cũng rộng rãi ha. Hồi trước cho là được 11 mét, ở trong này thì để cái bếp. Giờ này nói là được thêm khúc nữa hả con? Nấu củi hả? Nuôi thêm khúc. Hồi đám ổng chặt quá đó. Dạ, mở mở đèn đó, mở đèn. Đó, sáng rồi đó. Toilet rồi còn im không? Im. Này, toilet đó xây. Mà nhà bên đó làm hư cái mua tưa. Sao vậy? Làm cháy mua tưa kêu mua trả không mua. Gãy lộn, ổng này đau quỉnh luôn. Thì mua tưa để đâu mà cháy? Ổng bơm nước để vô bồn sao, ổng bơm rồi không tắt. Dạ. Thì giờ kêu mua là gãy lộn, nín luôn. Nhà này mưa gió ở cũng im hả cô? Có bị tạt bị gì không? Không có. Ở tốt hả? Ủa, không hôi lắm mà, ổng thấy chặt quá kêu thợ người ta làm nối thêm cho mấy bà đó nấu. Dạ. Lắm mà cái rồi. Ê. Rồi lại thấy nhà cửa cũng còn êm, mình cũng mừng. Hay chừng nào có vợ? Chưa. Hả? Chưa có vợ. Có bầu chưa? Chừng nào? Chưa. Chưa rồi hả? Hai đứa có vợ trước quên. Gia đình thì con cũng gửi tới gia đình chịu ha. Để con mua gạo ăn. Thì gửi tới cô. Thì cô không có nhiều thì con gửi đến cô để mua gạo rồi thực phẩm đồ ăn nha. Sợ bay không? Rồi con chúc cô được nhiều sức khỏe ha. Chúc anh trai cũng vậy nha. Gắng cố gắng đi làm để kiếm tiền nuôi mẹ. À, hôm nay Thiền ghé thăm. Con trai mẹ nó nhắc hoài mà. Ghé thăm và tặng quà cho cô Thị Khu. Thì rất vui khi căn nhà cũng còn lành lặn, êm ấm và cũng còn kín đáo. Không có bị vấn đề gì hết. Thì cái niềm vui cũng rất là lớn. Hôm nay đến đây thấy cô cũng còn sức khỏe, còn khỏe mạnh. Thấy em trai đây cũng hiếu thảo, rất là mừng. Rồi con chúc cô với em trai về sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Con xin phép về luôn coi. Dạ. Nhớ tên nhớ chú không? Nhớ. Tên gì? Chú tên Thị. Con nhớ chú không? Dạ. Dạ. À. Thì cảm ơn dạ, dạ. Nhiều quá nó trách nhiệm. Giờ này học gì rồi đi trễ vậy? Hồi đó ta vô đây nè, đâu có được đi cái đường lộ này. Đi dở máy không hả? Đổ ở đây nè. Xưa đó hả? Đi vô mà xưa rồi đó. Như lớn lắm.